Hydrating Whitening Cleansing Gel. Công dụng là nước rửa mặt rất hiệu quả để rửa đi những kem, thuốc đã thoa trên mặt cùng những chất dơ khác. Da mặt sẽ được sạch sẽ, tươi mát, mới mẻ sau khi dùng. Cells Treatment Cream Puri Natural. Công dụng dưỡng tế bào da, mới nhất, tốt nhất, không hương liệu, với sữa mỹ phẩm tuyệt hảo, tinh khiết hoàn toàn. Sản phẩm này bao gồm aloe vera và vitamin E. Chúng tạo nên những protein cấu trúc và collagen, giúp những tế bào tổn thương và dị dạng phục hồi, cải thiện cấu trúc của lớp biểu bì, làm cho các tế bào liên kết với nhau mạnh mẽ hơn, làm tăng chức năng dẫn truyền, làm mạnh sức đề kháng, giảm nếp nhăn, giữ cho da mịn, đạt đến mức hoàn hảo. Extra Whitening Day Cream. Công dụng dưỡng da ban ngày, làm bình thường sự bài tiết melanin để đạt được hiệu quả trắng da mạnh mẽ. Được cấu tạo đặc biệt bởi nồng độ cao của protein, sợi đàn hồi, những tác nhân chống lão hóa, chất ổn định và phục hồi, giữ cho da mịn, mềm và dẻo. 100 SPF Sunblock Lotion. Công dụng kem chống nắng cực mạnh, bảo vệ da chống lại tia UVA và UVB nguy hiểm từ ánh mặt trời, làm suy giảm mức cấu tạo tàn nhang và đồi mồi. Kem trơn sạch, không có cảm giác dầu mỡ. Hydrating Whitening Cleansing Gel. Công dụng là nước rửa mặt rất hiệu quả để rửa đi những kem, thuốc đã thoa trên mặt cùng những chất dơ khác. Da mặt sẽ được sạch sẽ, tươi mát, mới mẻ sau khi dùng. Anti-Aging Wrinkle Solution. Công dụng có thể làm giảm đi 90% những dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, đường lằn trên mặt trong vòng 10 phút đồng hồ. Ngay tức khắc, làn da sẽ mịn hơn, trẻ hơn và sáng lên. Extra Whitening Night Cream. Công dụng kem dưỡng da ban đêm. Sản phẩm này chứa đơn vị protein albumin cao, được chiết xuất từ thảo dược để phối hợp với vitamin A, D, E, chất làm ẩm và chất tái tạo hoạt động để cung cấp fibrin hoạt động sâu, khiến cho màng tế bào dẫn truyền và bài tiết melanin nhanh hơn. Là sản phẩm tuyệt vời cho việc loại bỏ những điểm đen để làm trắng làn da.